Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của xe máy Thành Tâm. Và ngày hôm nay, video này sẽ cho các bạn biết vì sao Airblade là một con xe quốc dân của Honda tại thị trường xe máy Việt Nam. Chúng ta điểm lại dòng xe Airblade của Honda các bạn. Có thể nói từ khi ra đời thì Airblade là một cái dòng xe được rất là nhiều người ưa chuộng đó các bạn. Bởi vì thiết kế đơn giản nè, nhưng mà không kém phần sang trọng. Máy móc thì cơ bản đáp ứng lại nhu cầu đi lại trên các cái địa hình của Việt Nam, phù hợp với trong phố nè hay là đi xa. Nói chung là Airblade luôn nhận được sự tín nhiệm của người dùng khi mà các cái đời xe ra đời. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết cái con AB mình đang đứng kế bên đây. Đây là AB 150 phanh ABS đời 2020. Hiện tại con này bên mình bán với giá là khoảng 51 triệu các bạn. Đầu tiên nói về phần thiết kế của AB 2020 các bạn. Các bạn có nhìn thấy sự gọn gàng và sang trọng ở đây không? Đơn giản đúng không các bạn? Đúng như vậy. Những thiết kế của Honda bây giờ theo một cái xu hướng đơn giản, sang trọng. Và AB 2020 cũng vậy. Chúng ta cảm nhận được một chiếc xe đơn giản, không có cầu kỳ về tem nè, cũng như là các cái chi tiết trên xe. Chiếc xe được thiết kế theo ngôn ngữ unisex các bạn, có thể cho cả nam và nữ, phù hợp với phần lớn tạng người của Việt Nam. Đây được gọi là một cái phiên bản quốc dân thì cũng không phải là cái vấn đề gì quá to tát đâu, vì đơn giản nhưng sang trọng. Nam được chạy được, nữ chạy cũng được, và 80-90% người Việt Nam đều có thể chạy con xe này, dù là có người có chiều cao nè, dù người có chiều cao khiêm tốn, hoặc là dù người có chiều cao mà cỡ mình đi cũng chạy con AB này ngon lành. Tiếp đến là phần đầu đèn các bạn. Honda cho AB 2020 một dãy đề mi cao hơn và một dãy đề mi full LED các bạn. Chúng ta có thể cảm nhận được đây, dãy đề mi của Honda làm dài hơn và có những cái điểm nhấn hai bên các bạn. Đây, đặc biệt là công nghệ đèn full LED tạo cho xe có điểm nhấn hơn. Đặc biệt cái thiết kế này nó mang đậm tính chất Honda các bạn. Thời gian gần đây thì Honda thiết kế theo cái ngôn ngữ Victoria. Các cái đầu đèn đề mi ở phía trước xe đều mang dáng dấp của chữ V các bạn, là chữ đầu tiên của chữ Victoria, là người dẫn đầu. Honda cho biết là họ luôn thích những cái sản phẩm mình sẽ trở thành những cái sản phẩm đi đầu, những cái công nghệ đi đầu trong cái làng xe máy ở thị trường Việt Nam cũng như là những cái thị trường họ có mặt. Nên chính vì thế AB cũng không ngoại lệ. Đèn đề mi lần này giúp cho xe sang trọng hơn nè, cá tính hơn nè, thể hiện được một cái điểm nhấn khi mà vẫn có cái ánh nhìn trực diện các bạn. Mình thì mình rất là thích cái thiết kế này, tạo cho xe có một cái điểm nhấn nè, độ mạnh mẽ nhất định và đặc biệt sáng xe hơn các bạn. Dãy LED này thì mình chạy vào trong ban đêm á, thì ở phía trước xe rất là sáng xe, kết hợp với bộ đèn chiếu sáng full LED 2 tầng ở phía dưới nữa, thì cái độ sáng của xe khi chúng ta đi trong phố hoặc là chở ghệ, chở người yêu, chở gia đình thì không phải bàn. Tiếp đến các bạn, tiếp đến AB 2020 có một cái thay đổi ở mặt đồng hồ. Đồng hồ của AB là đồng hồ full LCD điện tử và nó vuông dứt luôn các bạn. Ở phía ngoài hai màn hình thì nó có những cái chi tiết như là nhan nè, code pha ABS và idling stop. Những cái thông số này thì AB nằm ở ngoài mặt đồng hồ, nên mình cho cảm giác mình khi mình nhìn vào cái mặt đồng hồ thì nó hơi nhỏ một chút xíu. Nhưng cơ bản khi mà nhìn vào mặt đồng hồ này thì chúng ta có thể nhìn và đọc được tất cả những cái thông số trên xe các bạn, như là km nè, xăng nè, giờ nè, cũng như là odo xe, cũng như là báo cái tình trạng dầu nhớt, nước mát ở trong xe các bạn. Làm chúng ta, đây là một cái điểm tiện lợi của AB nữa. Và nói cái độ mà chống chói của màn hình này thì mình đánh giá ở cái mức khá các bạn. Khi mà đi ra đường ở cái độ sáng nắng, ánh nắng chiếu vào trực tiếp ở cái độ cao nhất thì mình có test thử, mình màn hình vẫn đảm bảo được các cái thông số trên màn hình. Đây cũng là một cái trang bị cần thiết khi mà hiện đại rồi, 4.0 rồi, tất cả mọi thứ không còn analog nữa mà chuyển sang điện tử, thì AB cũng mang cho mình một cái hơi hướng hiện đại, thì đây cũng là một điểm cộng cho AB. Các cái thiết kế của AB 150 vẫn giữ được các cái thiết cơ bản của các dòng AB trước các bạn. Vẫn là mâm 15 inch, mâm 5 chấu và đặc biệt có trang bị ABS, hệ thống chống bó cứng phanh các bạn. Một công nghệ mà hiện đại
Hiện tại các dòng xe đang áp dụng và AB 2020 cũng có giúp chúng ta có thể lưu thông một cách an toàn trên đường khi mà chúng ta di chuyển với tốc độ nhanh. Cái công nghệ này giúp chúng ta chống trượt các bạn, chống trượt bánh khi mà chúng ta thắng gấp. Đây cũng là một điểm cộng của AB 2020. Một vấn đề nữa các bạn, mình không biết là theo ý kiến cá nhân của mình có đúng với các bạn không? Đó chính là vấn đề tem. Honda chưa bao giờ mạnh về tem. Thiết kế tem của Honda có cơ bản nói rất là cơ bản ở cái mức mà chấp nhận được thôi. Nên có vẻ như là Honda đã bỏ luôn rồi, không còn chăm chú vào tem xe hoặc đề can xe nữa. Chính vì vậy AB 2020 cũng vậy các bạn. Hoặc là các dòng xe hiện tại bây giờ của Honda họ cũng không tập trung vào tem nhiều đâu. Đơn giản chỉ có một dòng tem A Black nổi hai bên và một vài điểm nhấn ở phía trước. Đây phía bên đây là có một phần đề, một phần tem nổi chữ viết tắt của Black là AB các bạn. Ở đây là một nhãn, đây là một cái đề can chìm 150. Đơn giản vậy thôi. Nhưng đơn giản như vậy nhưng mà mình thấy nó còn đẹp hơn là những cái thiết kế cồng kềnh của Honda trước kia các bạn. Chính vì thế Honda chọn cái hướng này cơ bản mình thấy đúng. Và đây cũng là một cái điểm cộng của Honda khi mà làm chiếc xe đơn giản hơn nhưng mà không kém phần sang trọng, chiếc xe sáng hơn các bạn. Chứ mà tem nổi, khi mà tem nổi đơn giản như vậy thì nó không có cái nhiều cái khi mà thiết kế mà nhiều quá cảm thấy loạn chiếc xe, đúng không các bạn? Đơn giản, sang trọng, không có nhiều, không gườm gà. Đây là AB 2020, thêm một điểm cộng nữa, đó chính là phần tem của xe. Tiếp theo các bạn, mình sẽ điểm sơ một số công nghệ khác ở AB mà chúng ta cảm thấy là rất là hài lòng. Thứ nhất là chìa khóa Smart Key. Thứ hai là AB trang bị cho chúng ta một cái cốp khá là rộng các bạn. Rộng chứ không phải là gọi là khá rộng luôn. Là cũng trang bị cho chúng ta đèn trong cốp nè. Và đặc biệt là sạc điện thoại với chấu sạc trên ô tô. Cái này chúng ta cần phải mua một cái chấu chuyển đổi sạc điện thoại trên ô tô. Honda báo đây là cái sạc tối đa nguồn điện cung cấp cho điện thoại chúng ta là 12W, cơ bản đáp ứng được tất cả các cái dòng đời điện thoại hiện tại các bạn. Nhưng mà mình cái chức năng này mình khuyến các bạn hạn chế sử dụng nha các bạn. Khi mà cần thiết thì các bạn hãy sử dụng, bởi vì khi mà để điện thoại trong cốp sạc thì khi mà máy vận hành nó tạo ra một độ nóng nhất định. Nếu mà điện thoại các bạn không phải là điện thoại mà nó ở cái mức an toàn hay mức cao đó, các cái điện thoại mà pin các bạn đã bị chai rồi đó, thì để điện thoại sạc trong này lúc mà xe chạy thì nó lại không an toàn lắm. Nhưng mà đây cũng là một cái công nghệ cần thiết cho những cái chiếc xe hiện đại bây giờ, và AB cũng có. Tiếp theo các bạn, cái phần quan trọng nhất của một con xe đó chính là động cơ. AB 2020 được trang bị hai phiên bản 125 và 150. Hiện tại đây là một phiên bản 150, phiên bản có phân khối cao nhất của AB. Với công nghệ ESP, một cái công nghệ độc quyền của Honda cho biết tích hợp ba cái công dụng trong cùng một động cơ. Đó chính là công nghệ là phun xăng điện tử FI nè, công nghệ tự động ngắt động cơ khi mà dừng đèn đỏ nè, cùng với đó cái công nghệ quan trọng nhất đó chính là cái công nghệ giảm ma sát và đốt cháy nhiên liệu một cách hiệu quả nhất, giúp chúng ta tiết kiệm nhiên liệu nhưng mà máy vẫn vận hành trơn tru và hiệu quả các bạn. Thì theo mình đánh giá, mình đã chạy thử con AB 150 này rồi, máy cực kỳ bốc các bạn. Chúng ta những nước ga đầu cho chúng ta cái cảm giác là xe không bị ì và tăng tốc, ga sẽ lên một cách nhanh. Còn đi trên đường xa thì AB giữ cho chúng ta có một cái độ đầm, bởi vì đầu đèn được thiết kế một cách đầu xe được thiết kế cơ bản là to hơn, là nặng hơn một chút xíu các bạn. Nên là chính vì thế mà dù 150 nhưng mà xe vẫn không có độ lắc. Chúng ta chạy trên đường xa ở cái mức tốc độ khoảng từ 70 đến 80 thì xe rất là đầm các bạn. Cái nước ga đầu thì cơ bản là mình như mình đã nói phía trước, nó không có độ trễ. Và đặc biệt máy cơ bản cục máy nó không ồn lắm các bạn. Chính vì thế động cơ của AB mình cũng xem ở cái mức là khá các bạn. Khá nha các bạn. Tất nhiên thì tay ga mà nó không với không cùng với cái dòng giống như là các cái dòng thứ nhất là full mô tô phân khối lớn, nhưng mà ở 150 của AB thì đáp ứng được nhu cầu các bạn. Dù là đi trong phố nè, dù là đi ở đường xa thì AB 2020 cũng cho các bạn cảm giác chạy thoải mái nè, mạnh mẽ và an toàn. Tóm lại các bạn, AB 2020 vẫn là một cái tên quốc dân trong lòng những người yêu xe máy và đặc biệt là yêu Honda của thị trường xe máy Việt Nam. Chính vì thế AB 2020 cũng không ngoại lệ bởi những tính năng
cơ bản kèm theo những cái công nghệ cải tiến nâng cấp như là ABS, Smart Key, cốp gọng, sạc điện thoại, đồng hồ điện tử do công nghệ EFB của động cơ. Thì đây quả thật là một cái lựa chọn phù hợp và xứng đáng đồng tiền bát gạo của các bạn. Cơ bản đây là những cái suy nghĩ cá nhân của bản thân mình. Còn nếu muốn trải nghiệm trực tiếp cảm giác chạy xe, lái xe hoặc động cơ như thế nào thì mời các bạn đến với trung tâm xe máy Thành Tâm ở địa chỉ 82 Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Cần Thơ để có một cái trải nghiệm thực tế hơn. Thích thì chốt, không thích thì cũng không sao hết. Thành Tâm luôn chào đón các bạn đến ủng hộ với mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu mà cảm thấy video này cung cấp được cho các bạn những thông tin cơ bản về xe, các bạn hãy ủng hộ mình, like, subscribe và chia sẻ video này để nhiều người cùng biết đến cửa hàng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ xe máy Thành Tâm trong suốt thời gian qua.